Xin chào quý vị và các bạn. Trong hệ thống kỹ thuật tòa nhà thường bao gồm có nhiều động cơ có công suất lớn. Khi làm việc, các động cơ này thường gây ra sụt áp khi khởi động. Do đó, chúng ta cần phải có phương pháp khởi động sao cho các động cơ này không gây ra hiện tượng sụt áp trên lưới điện nhằm bảo đảm an toàn cho lưới điện. Sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn nguyên lý hoạt động của động cơ không đồng bộ 3 pha khởi động sau tam giác. Động cơ không đồng bộ 3 pha khởi động sau tam giác gồm có mạch động lực và mạch điều khiển. Khi động cơ khởi động ở chế độ sao, ta sẽ ấn nút mở. Lúc đó, cuộn dây ca của công tắc tơ ca sẽ có điện và làm việc. Tiếp điểm tường hợp của ca sẽ đóng vào duy trì cho mạch điện. Lúc đó, đồng thời, cuộn dây sao sẽ được cấp điện qua tiếp điểm thực kín của tam giác và tiếp điểm thực kín của dây lai thời gian. Lúc đó thì tiếp điện đồng lực của công tắc tơ ca sẽ đóng vào cấp nguồn điện và cho ba đầu của cuộn dây motor ABC. Cuộn tiếp điểm động lực của công tắc tơ sao đóng vào sẽ trụ sao nhằm cho động cơ được khởi động theo chế độ sao. Khi động cơ chạy được đạt tốc độ 70-75% tốc độ định mức thì rơ le thời gian sẽ ngắt tiếp điểm thường kín. Lúc đó cuộn dây sao sẽ không có điện và lúc đó tiếp điểm thường kín của sao đóng lại và đồng thời tam giác cuộn dây của công tắc tơ tam giác sẽ được cấp điện qua thường kín của sao và thường hở đóng chậm của rơ le thời gian. Khi đó động cơ sẽ được làm việc theo chế độ tam giác nhờ ba tiếp điểm của công động lực của tam giác. Khi động cơ xảy ra hiện tượng bất thường như quá tải thì rơ le nhiệt sẽ nóng và ngắt tiếp điểm điều khiển ra và tất cả các cuộn dây của công tắc tơ sẽ mất điện và động cơ sẽ ngừng hoạt động. Khi chúng ta muốn dừng, ta sẽ ấn nút dừng. Các cuộn dây của các công tắc tơ cũng mất điện và lúc đó motor sẽ ngừng hoạt động. Khi xảy ra một hiện tượng như ngắn mạch thì lúc đó các cầu chì có nhiệm vụ bảo vệ ngắn mạch cho động cơ. Tôi vừa chia sẻ với các bạn mạch động cơ không đồng bộ 3 pha khởi động sau tam giác. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.